Sáng ngày 24 tháng 8, trước cửa nhà máy công ty Solartech Energy ở xã Hộ Khẩu, huyện Tân Trúc đã tụ tập hơn 200 lao động Việt Nam tới biểu tình. Do chủ cũ công ty Solartech vào tháng 10 sắp tới sẽ sáp nhập với công ty sản xuất năng lượng mặt trời Neo Solar Power, khiến nhóm lao động Việt Nam phải đối mặt tình trạng chuyển đổi chủ thuê. Tuy nhiên, chủ mới lại yêu cầu họ ký kết hợp đồng mới, trong hợp đồng cho cắt giảm tiền phụ cấp làm ca đêm, vốn là 3.000 đại tệ xuống còn 1.000 đại tệ. Tiền thưởng cũng giảm từ 1.000 đại tệ xuống còn 500 đại tệ. Hơn thế nữa, nếu không ký kết hợp đồng này, lại không muốn chuyển làm việc với chủ mới, họ phải lâm vào cảnh ngộ không việc làm và phải về nước, khiến các bạn lao động lấy làm bất bình. Họ tập họp trước cửa công ty, yêu cầu chủ doanh nghiệp cải thiện điều kiện lao động của hợp đồng mới. Lao động Việt Nam yêu cầu chủ doanh nghiệp cho dù bị chuyển chủ cũng nên trả trợ cấp thôi việc cho họ. Trước yêu cầu này, nguyên chủ công ty Solartech cho biết còn đang tìm hiểu sự việc. Phòng lao động huyện Tân Trúc cho biết hiện nay chủ doanh nghiệp có các xử lý đều hợp pháp. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 23 tháng 8, Nam Bộ Đài Loan mưa như trút nước. Lực lượng quân đội quân khu 4 đến vùng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đá ở Lục Quy và Giáp Tiên thuộc khu vực Cao Hùng tiến hành cứu viện, yêu cầu 960 người dân rút khỏi di chuyển tới nơi an toàn. Tại thành phố Cao Hùng, do mưa dông kéo dài làm cho nhiều nơi bị ngập lụt, một tòa kiến trúc đang thi công xảy ra tai nạn dàn giáo sụp đổ, khiến người đi xe máy đang chờ đèn đỏ bị mắc kẹt. Cảnh sát và lực lượng cứu nạn đến hiện trường cứu thoát hai nữ một nam từ trong đống đổ nát. Tuy nhiên, do bị thương nặng, ba người đã tử vong khi tới bệnh viện. Ngày 23 tháng 8, tại khu vực Lâm Viên, Kỳ Tân và Tiền Trấn, chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ với lượng mưa trút xuống đạt hơn 100mm. Do mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi như khu tiểu cảng, Tiền Trấn bị ngập lụt nghiêm trọng, biến đường phố thành biển nước, xe hơi gần như bị nhấn chìm. Rất may là người lái xe đã kịp thời thoát ra ngoài. Do ảnh hưởng của gió giật cấp 8, ngày 23 tháng 8, có 6 chiếc tàu chở hàng ở ngoài biển khơi Cao Hùng và Đại Nam bị mắc cạn. Một chiếc tàu mang quốc tịch Palau ở ngoài cảng Cao Hùng do thân tàu liên tục va vào khối bê tông chắn sóng, khiến 19 thuyền viên phải mạo hiểm nhảy lên các khối chắn sóng. Sau đó, do nhân viên tuần tra hỗ trợ lên bờ, ngoài ra cũng có 57 người bị mắc kẹt trên 5 chiếc tàu chở hàng, đã huy động máy bay trực thăng khẩn cấp cứu hộ từng người. Hiện nay toàn bộ đều được cứu thoát lên bờ. Rạng sáng ngày 24 tháng 8, một chiếc tàu đánh cá mang tên Thiên Hữu số 168 bị chết máy khiến tàu bị mắc cạn ở bờ biển Giả Liễu thuộc thành phố Tân Bắc. Sóng va đập khiến tàu bị gãy đôi do đâm vào nghềnh đá. Lực lượng tuần tra bờ biển lập tức cứu hộ. Trên tàu có thuyền trưởng 7 người, trong đó có 5 thuyền viên Việt Nam và 1 thuyền viên Trung Quốc. Thuyền viên Trung Quốc họ Trần bị thương ở đầu gối. Nhưng bất ngờ rằng vào lúc 9 giờ sáng, chiếc tàu đánh cá mắc cạn này lại bốc cháy. Ngọn lửa bùng cháy ngùn ngụt khiến thuyền viên được cứu vô cùng hoảng sợ, nói rằng chiếc tàu đột nhiên mất điều khiển. Mọi người đều nhảy xuống biển và bơi lên bờ. Vừa mới được cứu thoát thì tàu đã bị cháy. Sau khi nhận được tin thông báo, đội 2 thuộc sở tuần tra bờ biển lập tức khởi hành. Đội cứu hỏa vạn lý đến ngay hiện trường cứu hộ. Theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy cho biết, ngày 17 tháng 8, tàu cá Thiên Hữu số 168 ra khơi tiến hành tác nghiệp. Khi tàu trên đường quay về cảng cá Giả Liễu bất ngờ chết máy nên bị mắc cạn. Rất may 7 người trên tàu đều bình an được cứu thoát. Chỉ có thuyền viên họ Trần 49 tuổi bị thương. Hiện đã được đưa đến chi nhánh Bệnh viện Đại học Đài Loan ở Kim Sơn để điều trị.